Hello, how are you today? As for me, I'm fine, thank you, but it's too hot today. Hello, chào các bạn. Hôm nay khỏe không? Hải không? Thì tốt, cảm ơn. Nhưng mà bữa nay thì quá nóng đi. Khi dùng Hải ơi, ở, ở bên California này, nó bữa nay, bây giờ nó vô mùa hè rồi. Nó nóng lính cả trăm độ. F tức là cỡ 38 độ C luôn. Thời nó nó quá trời nóng luôn. <laughs> bây giờ không lẽ vô buổi ngồi học, mà lại ở trần coi nó cũng kỳ quá nhưng mà thôi cũng ráng đóng bộ này vô dạy cho nó tức là cùng học cho nó xong đi rồi sau đó mới ở trần đó nha rồi ở đó anyway chúng ta ngày hôm nay đó có một cái buổi hỏi đáp nha lý do là gần đây có một bạn hỏi câu này mà hải âu thấy nó cũng rất là thú vị lắm và hải âu nghĩ là nhiều người trong chúng ta đó cũng bị lộng cộng cái này nha kể cả hải âu hồi xưa cũng vậy á rồi bây chúng ta bắt đầu Câu hỏi là trước nguyên âm you thì cái mẫu tự xài đó là ở uh, hay là ẩn uh. thì bạn này có đọc trong một cái bài viết đâu đó đó người ta viết là ở uh, university tức là một trường đại học đó thì bạn hỏi là ở uh, đó nó xài đúng không hay là phải nói là ẩn uh. rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha trả lời dòng kỹ vô trước hết đó ở uh, university là đúng nha. Còn nếu mình nói ơn là trật. Chúng ta dọn kỹ lý do thêm nha. Khi bạn này nói cái ví dụ mà mạo từ ờ hay ơn là bạn này nói với một cái quy luật trong tiếng Anh, đúng không? Trong tiếng Anh nó có một cái luật là khi mà cái mạo từ ờ đó chúng ta xài mà nó đứng trước cái từ đằng sau là cái word đó cái từ đó nếu mà từ đó bắt đầu bằng phụ âm thì chúng ta xài mạo từ ờ tức là một đó một cái gì đó đúng không còn cái nếu mà cái chữ tiếp theo đó đó thường thường nó là danh từ noun hoặc là một adjective tính từ rồi mới đi theo trước một danh từ nữa đúng chưa nào nữa thì nếu cái chữ liền tiếp theo cái mạo từ ờ đó mà nó bắt đầu bằng một nguyên âm thì khi đó ờ nó biến thành ờn đó thì đó là cái luật đó nhưng mà chúng ta phải chú ý nha. Cái luật là ờ uh, hay ơn uh, là nó căn cứ vô cái từ tí lì tiếp theo nó. Cái từ lì thế âm thì âm nhớ nha. Âm đầu tiên chứ không phải là mẫu tử đánh dần đầu tiên. Cái này rất nhiều người trong chúng ta, kể cả Hải Âu ngày xưa cũng không được rõ ràng nữa. Mình cứ hiểu một nhập nhằng nhập nhằng. Mình nhiều khi mình tưởng là cái chữ mẫu tử lé rồi đánh dần đầu tiên nhưng mà cái trong tiếng Anh đó, đó là cái âm là cái sound tức là cái ký tự IPA đó nha là đầu tiên là nguyên âm hay phụ âm căn cứ vào đó người ta mới quyết định là ờ à hay ờ à nha chứ không phải căn cứ vô cái letter ok chúng ta nhớ cái luật này nha rồi bây giờ chúng ta coi vô cái câu hỏi của bạn này kỹ lại bạn nói nói trước nguyên âm trước nguyên âm you mạo từ là ờ à hay ờ à. thì là trong câu hỏi này đó tự bản thân nó đã tự mâu thuẫn rồi. Cho thấy bạn này đó hiểu chưa được rõ ràng cái kiến thức về cái phần này. Cũng như Hải Âu hồi xưa cũng hiểu không có rõ ràng cái này. Khi bạn này nói you là bạn này ý muốn nói chữ đánh dần đúng chưa? Là cái chữ là letter đó, là you. Nhưng mà bạn này nói lại nói là nguyên âm you thì cái hai cái đó nó mâu thuẫn với nhau quy âm tức là nói về phát âm chứ không phải đánh dần tức là ký từ ipa còn cái bạn này lại nói you như trong giữ university thì cái you đó là đánh dần nha cái letter đánh dần chứ không phải cái âm đúng chưa thành ra cái đó nó, nó không chính xác là xài ở uh, hay ờ uh. tại vì chúng ta phải nói kỹ hơn cái letter you đó đó thì nó tùy cái vị trí đó bắt đầu trong một cái chữ nào đó nha thì có khi nó phát âm nó ra thì nó phát âm thành là một nguyên âm nhưng mà cũng có khi khi chữ u đó đứng đầu như chữ university á, thì u đó trở thành một phụ âm nha thành ra mình phải tùy vô cái âm nó phát ra chứ không phải là cái cái đánh dần rồi bây giờ chúng ta coi kỹ lại nha rồi university đó một trường đại học thì chúng ta thấy đó bắt đầu bằng cái letter u đúng chưa nhưng mà cái âm IPA đỏ đỏ dưới nó lại là âm J tức là âm giờ yeah, giờ yeah. tới chữ U mà U hai chấm đó đúng không? nó gọi là U U you đâu you University thành ra là cái chữ University đó cái âm của nó bắt đầu bằng một phụ âm nha tức là ở phụ âm giờ giờ đó đúng chưa? trong khi đó cái đánh dần của nó thì lại bắt đầu bằng cái âm cái chữ cái chữ là u tức là u đó đúng chưa rồi thành ra nó phải là a university chứ không phải là a vì chúng ta coi qua một ví dụ khác nữa là umbrella là một cái dù đúng chưa umbrella thì khi đó chữ này cũng bắt đầu bằng cái chữ letter là u đúng chưa chữ u đó nhưng mà phát âm của nó ký tự phiên âm nó đỏ đó thì nó lại là cái gì là cái chữ về ngược phát âm đó, cái âm V ngược đó là nửa á, nửa ở đó là một nguyên âm nha đó là một vowel sound đúng không? đó là ờ uh, ớ, uh, nửa á, nửa ở thành ra đó là ờ ớ đừng mờ mờ thành ra đó âm um, âm, um, umbrella thành ra cái chữ này đó, umbrella bắt đầu bằng một nguyên âm ờ uh, ớ uh, đúng chưa? thành ra theo lực này đó, thì cái mạo từ ờ uh, tự động biến thành ờn nha đúng chưa? ờn umbrella an umbrella, an umbrella chứ không ai nói là a umbrella nha. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vô cái tinh thần của tại sao lại có cái luật này nha. Mình phải hiểu khi mình mình đi vô tinh thần của tiếng Anh. Cái người Anh người Mỹ đó sở dĩ họ cái luật này là để thuận miệng cho cái người nói khi mình nói. Khi mà mình nói ra chứ không phải mình đánh dần mình chữ viết nha. Không phải mình khi mình viết mà khi mình nói ra nếu mình nói ra cái mạo từ ờ uh, nó đứng trước một cái nguyên âm đó, thì khi đó đó, thí dụ như umbrella thì mình nói ờ uh, umbrella, ờ uh, umbrella thì nó trúc trắc mà nó khó nghe mà nó cũng hụt hơi nữa, tại chứ uh, ờ um, uh, umbrella người nghe cũng đã khó, người nói cũng khó thành ra khi đó họ tự đọc thêm cái âm n nờ vô trước cái mạo từ ờ uh, đó, thành ra an umbrella ờ umbrella thì nghe nó thuận miệng nói cũng trôi chảy hơn nhiều lắm đúng không an umbrella đó đó là lý do tại sao nó biến thành ơn còn nếu mà trong trường hợp mà cái chữ university hay là một cái chữ sao đó đó danh từ mà nó bắt đầu một phụ âm khác đó thí dụ như là a man một người đàn ông đúng không thì cái man nó bắt đầu mà âm mà, mà mà phụ âm thành ra người ta nói a man thì cũng thuận miệng chứ đâu có gì đâu đúng không thì người ta không có biến đổi ở a boy một đứa con trai thì nó boy bắt đầu bằng phụ âm bờ bờ đúng chưa thành ra nó nói a boy thì nó thuận miệng chứ không ai nói là anh boy an boy thì nghe trúc trắc có nghe đúng không rồi một ví dụ như là a house một căn nhà đúng chưa house bắt đầu bằng ha ha đúng chưa house bắt đầu bằng nguyên mà một phụ âm vì thế cho nên xài mạo từ nó là a, a house đúng chưa coi đúc kết lại chút xíu nha nè chúng ta dòm thấy đó ở uh, university đó nhưng mà uh, umbrella đúng chưa đó nói người mỹ nó cũng là cái letter là you đó đó nhưng mà nếu mà nó đứng nằm trong cái university trường đại học thì nó lại phát âm đó là you you là bắt đầu bằng v giờ, giờ, tức là phụ âm thành ra khi đóng mạo từ phải là uh, nhưng cũng là cái letter you đó đó mà đứng trước trong cái umbrella là cái dù đó thì nó lại phát âm là thành ầm âm âm đúng chưa thành nó ó uh, ó uh, trước cho nên cái mạo từ ờ uh đó đứng trước một cái âm nó phải đổi là thành an uh, an umbrella an uh, umbrella đúng chưa đó là cái luật đó là dựa theo âm nha chứ không phải là dựa theo chữ viết đánh dần <laughs> mà cái này đó rất là lý thú lắm Tại vì cái chuyện này là cái điểm mà chúng ta phải tinh tế, nó đòi hỏi. Chúng ta để ý kỹ vô khi mà học, để cho kiến thức chúng ta thiệt là chắc cú, nó vững chắc lắm. Chứ nó không có lập lờ chữ tác qua chữ tổ, đúng không? Cái này kể cả ngày xưa khi Hải Âu còn học nhỏ học bên Việt Nam, mình cũng lờ mờ cái này lắm. Tại mình học ra đó, nó cũng không rõ ràng, cái đó là âm hay là cái đánh dần nữa. Và Hải Âu nghĩ là cái này theo kinh nghiệm mình thấy đó, cũng không ít những người Việt Nam mình là nói tiếng Mỹ bao nhiêu năm rồi mà cũng không rõ cái chỗ này nha. Cho nên sẵn đây vì nó có ích cho nhiều người trong chúng ta để kiến thức mình chắc, căn bản chắc đó thì chúng ta cũng chỉ ra cái này nha. Rồi bây giờ chúng ta coi tiếp nữa một số cái ví dụ nha mà nó xài mạo từ nó thành nó ờn nha. Ví dụ An uncle An uncle một ông cậu ông cậu ông chú vậy đó I have an uncle tức là có một người chú một ông cậu vậy đó đúng không uncle thì cái uncle đó đó ở đây đó là bắt đầu bằng chữ you đúng không u n c l e nhưng mà cái you đó đó nó lại phát âm nó lại gì dòm vô phát âm là đỏ ipa đó nó là nửa á nửa ở đúng không tức là a rồi mấy cái âm ngờ ngờ đó là un, uncle đúng chưa uncle thì là đó là bắt đầu bằng một nguyên âm đúng không? cho nên cái mạo từ phải là ờn ờn an uncle chứ không có ai Mỹ nói là ờn uncle ờn uncle ờn uncle nghe nó, nó trúc trắc rõ tệ lắm khó nói nó. đúng không cho nên người ta an uncle an uncle là tự nhiên nó thuần miệng hơn nhiều đối với ví dụ thứ hai nữa an ultrasound đó thì là cũng là một cái siêu âm tức là mình mình đi bệnh viện nó nói là I have an ultrasound today Tức là tôi có một cái chiếu siêu âm, đúng không? Ngày hôm nay, mình vô chiếu khám gì đó. Thì cái đó nó đọc là ultrasound. Ultrasound là gì? Là U-L-T-R-A-S-O-U-N-D Ultrasound Viết chữ viết thì bắt đầu bằng cái chữ viết, đó. letter là U. Nhưng mà cái phiên âm của nó, cái phát âm thì là sao? Đó là ultrasound ultrasound thì nó bắt đầu bằng cái nguyên âm vowel sound là cái âm về ngược đó, đúng chưa? Là mình phát âm là nửa á nửa đó. Nó đọc o ultrasound, đúng chưa? Thành ra nó gì nó bắt đầu bằng nguyên âm cho nên cái mạo từ phải thành nó ơn nha. An ultrasound nghe nó thuận miệng lắm. Thay vì nó an ultrasound, đúng chưa? Rồi ví dụ tiếp theo nữa, an urban area. An urban area là một cái khu vực tại cái thành phố đô thị đúng chưa đó area là một cái dùng miền gì đó một cái đó khu vực gì đó urban là tại đô thị nha trong thành phố thì đó, cái urban đó, đó đây là trường hợp này nó không phải là một danh từ nữa như là uncle hay auto sao nữa nha mà nó là một tính từ adjective để bổ nghĩa cho cái area là cái dùng đúng chưa nhưng mà một cái cụm đó urban area đó là cái dùng mà thành phố đó nó bắt đầu bằng cái âm là Ur, đúng chưa? Chữ viết đánh dần á, spelling á thì là u r b a n, đúng chưa? Tức là ở đô thị. Nhưng mà cái phát âm của urban đó nó lại là giọng từ đó đó. Thì nó lại là âm e mà xoay ngược Đang trước, đúng chưa? Rồi hai chấm cái là âm r r thì nó đọc là Ur ur đó là một nguyên âm vowel sound nha. Urban, urban thành ra là cái mạo từ nó phải là thành ơn un, nha. An urban, an urban nghe nó thuận miệng hơn là hơn là ở urban, ở urban nhiều nha. Ok, tiếp theo nữa, ví dụ an unreal dream. An unreal dream là một giấc mơ mà không có không có thật, đúng chưa? Đó, nó chỉ là một giấc ước mơ thôi, một ước mơ, một giấc mơ vậy mà nó không có thật trong đời sống. Thì cái này đó cái bắt đầu cái sau cái mạo từ là un đó, là nó là một cái tính từ adjective đúng không đối với là tới danh từ là dream đúng chưa tính từ unreal unreal là không thật Đó, dream là giấc mơ là danh từ thì cái unreal này đó là tính từ này nó đánh dần sao spelling nó là u n r e a l nhưng mà nó lại phát âm của nó là bắt đầu bằng một cái nguyên âm chữ về lật ngược xuống thành nó nửa á nửa nó gọi là unreal, unreal. Vì thế cho nên mạo từ thành là on nha. On un unreal. có nó nghe nó dễ hơn là on un unreal nhiều nha. Rồi một ví dụ nữa, bây giờ trường hợp này là chung ba không phải là bắt đầu bằng cái cái letter u nữa nha, bằng một cái mà mở bằng một cái letter khác nha. Ví dụ như là an elephant. Một con voi, đúng chưa? Thì elephant là một tiếng danh từ spelling của nó nó bắt đầu bằng cái letter là e đúng không e l e f h e l e p h a n t đúng chưa nhưng mà cái phát âm phiên âm của nó đồ đó đó thì nó lại bắt đầu là cái gì là bằng e e nửa e nửa e đó đúng chưa đồng bây là là, là phần elephant. elephant thành ra cái đó là e đó là một nguyên âm vowel sound nha vì thế cho nên mẫu từ ờ uh, nó tự động biến thành ờn. An. an elephant, an elephant. Nghe thuận miệng hơn là an elephant nhiều nha. An elephant, nghe đọc nó không lẹ được. An elephant, đó, nghe nó tự nhiên. Rồi tiếp theo nữa là an odd number, an odd number. Thì chúng ta đã, đó là một cái số lẻ, đúng không? Number là danh từ, là con số. Odd, odd, tức là lẻ. Số lẻ thí dụ như là 1, 3, 5, 7 gì đó Chứ không phải số chẵn là 2, 4, 6 gì đó Thì cái odd này đó Odd này là tiếng tính từ adjective nè đúng không O-D-D đánh dần thì vậy Phát âm thì là chúng ta thấy đỏ đỏ đó Nó là nửa O nửa A đúng không Đồ mới đâm đờ đờ Tức là odd Odd Thành ra nó bắt đầu bằng cái nguyên âm là odd Đúng không là nửa O nửa A vì thế cho nên bảo từ phải nó ờn nha. A not, a not. Thay vì nói a odd, a odd. Đúng chưa? Nghe nó không có thuận miệng. Rồi. Một ví dụ nữa cũng rất lý thú. An hour. An hour. Một tiếng đồng hồ. Đúng chưa? Thì là chúng ta thấy đó. Hour. Hour là tiếng đồng hồ. Đúng chưa? Một giờ đó. H-O-U-R. Thì cái này đánh dần thì vậy. Bắt đầu bằng một cái Chữ letter là H, đúng chưa? Nhưng mà cái phiên âm của nó, cái phát âm của nó thì lại bắt đầu bằng một nguyên âm, đúng chưa? Tại vì người Mỹ không phát âm cái chữ hờ <laughs> hờ đó đó mà họ trong chữ này họ đâu là hour thì nó bắt đầu bằng cái âm là A, đúng chưa? Rồi mới U, ao ảo Rồi mới R, uh, hour, hour thì nó bắt đầu bằng một nguyên âm chứ không phải là âm hờ <laughs> hờ vì thế cho nên cái hour bắt đầu bằng âm cho nên mạo từ phải là on nha, chứ không được là ở. Nếu mà chúng ta căn cứ theo đánh dần đó, chữ viết, thì là ô, oh, có nhiều bạn sẽ trả lời lộn. Phải nói là ở out chứ, đúng không? Tại vì bắt đầu mà h, tức là một cái chữ consonant, đúng không? Nhưng mà sự thiệt là tại vì chúng ta hiểu lầm, cái luật ở hay ở nó dựa vào âm thanh, chứ không phải là đánh dần spelling nha. Thành ra là đánh dần thì là H Nhưng mà phát âm thì lại là không có cái gì hết Mà nó chỉ là hour, nó là nguyên âm Rồi, một ví dụ tiếp theo nữa là An honor honor là một dinh dự, đúng chưa? Honor là sự dinh, dinh hạnh, dinh dự H-O-N-O-R Chữ này bắt đầu đánh dần thì là letter là H Nhưng mà trong ký tự phiên âm đỏ đỏ đó thì nó lại bắt đầu bằng nguyên âm. Tức là order, order nó bắt đầu nó có hai âm o và N đúng chưa? Cái o đó là nửa o nửa a, đúng chưa? Nó là O ngắn. Thành ra là order nó bắt đầu bằng nguyên âm. Vì thế cho nên mạo từ bắt buộc phải là an another thay vì nói a order a order nghe nó trúc trắc lắm. Thành ra nó thành an another. Rồi bây giờ chúng ta mới coi qua một số ví dụ nữa mà cái chúng ta bắt buộc phải xài là cái mẫu từ là ở chứ không được sai on a user a user đó là một cái người xài cái gì đó đúng không đó một cái người xài cái máy máy tính này đi không đó, mình vô trong lớp học có bao nhiêu users there are, there are three users là ba cái người xài cái máy there is a user tức là có một người đó xài cái máy đó đúng không user là cái người dùng cái gì đó thì đó là, là, đánh dần đó là user thì cái chữ này đánh dần spelling á, nó bắt đầu bằng cái letter u đúng chưa nhưng mà cái phiên âm của nó ipa đỏ đỏ đó, thì nó lại bắt đầu bằng cái phiên âm là giờ yeah, yeah, đúng chưa rồi mới u u là u hai chấm đúng không có hai chấm tức là u dài đó u, u, user user thì là do đó cái giờ giờ đó chính là một consonant là phụ âm kìa chứ không phải nguyên âm vì thế cho nên là mạo từ bắt buộc phải là a a user chứ không ai nói là an user an user thì đó chúng ta thấy đó mục đích tinh thần ở đây cũng chỉ để cho nó xu miệng thuận miệng thôi khi người mỹ người anh nói là a user thì họ nói dễ dàng lắm chứ mà nếu mà nói an user thì là họ lại nó trẹo lưỡi đúng không nó trút chắc nó khó nói Thành ra là cái on đó là chỉ trước một cái âm thôi nha. Chứ nếu mà trước một phụ âm đó, thì nó lại trở thành nó túc trắc. Nó lại phải, phải biến thành ờ uh nha. Rồi tiếp theo. A uniform. A uniform. Một bộ đồng phục. Được chưa? Uniform. U-N-I-F-O-R-M. Thì cái chữ này có ba âm là U. từ bên nơi for uniform, thì chúng ta thấy uniform đó, đó nó cũng bắt đầu bằng dạ giờ, đó rồi mới u hai chấm, you, you, thì cái dạ giờ, giờ đó chính là một phụ âm, đúng chưa? Thành ra là mạo từ phải là ở uh, nha, ở uh, uniform chứ không ai nói là on un uniform nha, nghe rất là trúc trắc Rồi tiếp theo nữa, a unique talent, đó chúng ta thấy đó unique trong trường hợp này nó lại là tiếng tính từ adjective nữa bổ nghĩa cho danh từ talent còn hai cái ví dụ đầu tiên đó là user uniform thì mấy chữ đó là danh từ đúng chưa ở đây trường hợp này là tính từ unique là độc chất vô nhị tức là tài năng ở đây talent là tài năng tài năng độc nhất trong nhị có một không hai có nghe tài này rất là khiếp nha không ai có hết mà chỉ có trừ có mỗi người này thôi Tại nó unique là đánh dần đó là U N I Q U E. Đó. Thì đã đánh dần thì vậy, nhưng phát âm thì sao có hai âm là you và unique, unique. Thì cái âm đầu tiên cũng là Giờ giờ đúng không? Đồng mấy U, thành là U, you, you Bắt đầu bằng một phụ âm consonant, đúng không? Thành ra là cái ờ uh mẫu từ nó phải là ờ nghe Ờ unique, không ai nói là un unique. À. Rồi tiếp theo nữa là a usual activity. Usual activity, đúng chưa? Là một cái sanh hoạt bình thường. Đó, thường ngày, thông thường đó. Thì đó là usual này là tính từ bổ nghĩa cho danh từ activity. Activity là sanh hoạt nha. Cái điều mình làm gì đó. Usual là thường ngày, thường hay làm, đúng chưa? Thì cái usual này lãnh dần là, là usual S-U-A-L Phát âm thì sao? Đó là có hai âm hoặc là coi như ba âm cũng được Là you, sure. Ồ, Đúng không? You, Đó coi như là hai âm cũng được đây. Là you và you sure. Thì cái you này nó cũng là vậy đó Âm dài dài phụ âm đúng không? Nó mới u You, you Thành ra bắt đầu bằng một phụ âm Cho nên mẫu tự phải là a, a uh, Activity chứ không ai nói là unusual nha rồi tiếp theo nữa Bây giờ qua cái ví dụ mà không phải bắt đầu bằng cái Cái letter U nữa Mà nó là a dream A dream Một giấc mơ Đó thì chúng ta thấy là cái này thì dễ rồi A dream Thì nó là dream nó Nó bắt đầu bằng cái phụ âm là da da, Đúng không? Nhớ nghe phụ âm nghe chứ không phải đánh dần Đánh dần thì là D-R-E-A-M Nhưng mà chúng ta tập trung là vô để xài cái lực này đó ờ à, hay ờ à, nè là tập trung vô phát âm là cái đỏ đỏ đó ở đỏ đó nó là bắt đầu bằng đờ 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 mới ra ra đúng chưa đờ mới y dài mà dream thành nó bắt đầu bằng phụ âm đờ đờ đúng chưa thành nó phải là a dream còn a house cũng vậy đó a house thì là house là căn nhà đúng chưa H O U S E thì nó bắt đầu bằng H nhưng mà ở đây chúng ta không có tập trung vô cái letter H mà chúng ta phải coi vô cái phát âm đỏ đỏ nha đó là cái gì ha ha trước đúng không mới out, rồi mới ao rồi mới sờ sờ house thì nó bắt đầu bằng cái âm ha ha đúng không đó là phụ âm thành ra phải là a house nhớ bằng đấy chúng ta đọc là an hour đúng không là một cái một cái giờ đồng hồ đó thì nó cũng bắt đầu bằng cái chữ viết là h đúng không nhưng mà nó phải gì phát âm nó là thành cái nguyên âm thành nó nó thành an hour trong khi cái này nó lại là a house nha rồi còn một cái điểm cuối cùng nữa chúng ta chỉ ra nha rồi cũng là rất là thú vị có một số những ít những cái chữ mà nó cùng cái chữ viết đúng chưa ví dụ như là cái chữ her là h e r b thì cái phát âm của nó đó nó khác nhau tùy theo cái vùng miền nha hoặc là đất nước cùng với chữ herb này đó người anh thường thường đó, họ phát âm là herb tức là chúng ta dòm vô đúng chưa dòm ra theo kiểu anh đó, thì nó là ha ha đúng chưa rồi mới er er rồi mới bờ bờ herb herb còn mỹ đó thì phát âm là herb er tức là bắt đầu bằng er đối với bờ bắt đầu bằng nguyên âm er đúng không họ bỏ luôn cái phụ âm là ha, ha đi thành ra nó tùy nha cũng cùng là cái đánh dần là h e r b đó thì là người anh và thậm chí có một số ít người mỹ thì họ phát âm là h her her thì khi đó cái mạo từ đó đó họ xài vô phải là ờ er nha ờ her herb là một cái loại coi như cái loại rau đúng không đó một cái rau rau thuốc hay là cái gì đó thì đó cái loại rau thuốc đó đó nếu mà nó phát âm là herb thì là nó phải là a herb nha còn nếu mà nó phát âm là herb thì nó phải là a herb a herb nha chứ không ai nói là a herb a herb được nha cũng còn khi mà nó nói a herb chứ không ai nói là an herb an herb nha thành ra cũng cùng một chữ đó cùng nghĩa đó mà tùy dùng miệng thì mình phải biết coi cái cách xài là sao nha ok vậy là hôm nay chúng ta vừa mới cùng nhau coi về cái luật xài mẫu từ ờ uh hay ờn uh, là đứng trước nguyên âm hay phụ âm mà chúng ta thì nói lại là âm phát ra nha chứ không phải là cái ký tự và uh, letter đánh dần spelling nha cái âm thường thường cái âm ra là nó vô nó mình coi vô cái ký tự ipa rồi thôi, tới đây chúng ta chấm dứt nha. Mà thôi cũng nóng quá rồi. Hai ồ oh, chắc cũng phải cởi trần ra quá. Have a good day.